tại sao tôi lại nghèo như vậy? Chắc tôi phải đi mua Robux bên quét cày game giá rẻ mới được. Thôi đã bạn, trước khi bắt đầu video hãy cho mình một subscribe. Mình là một online dater. Hôm nay mình sẽ lên Roblox gạ kèo mấy em gái để cho mấy em xem mình ngầu như nào. Hi 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 hi. Và sau đó đập vào mặt các bạn, đó chính là một cái trang như thế này. Và các bạn có thể thấy thì tất cả hình ảnh này là này nọ kia thì các bạn đều bị mất hết. Ồ, cái Roblox mình đã hồi lại nè. Chứ lúc đầu thì cái Roblox mình sẽ ghi chấm hỏi luôn các bạn. Thì đó là những cái tình trạng mà anh em đã gặp phải sau khi bị như này. Và có một số anh em gọi là vẫn không bị như này, nhưng mà lát không mình sẽ nói sau cái phần đó. Thì anh em cũng có thể thấy là có một cái dòng chữ là ui, có vẻ như là cái gì đó không đúng, cảm ơn bạn đã gọi là kiên nhẫn chờ đợi trong khi chúng tôi đang xem xét lại cái việc này nọ cái kiểu. Thì sau khi anh em bấm vào cái link đó, để sẽ cho anh em ra một cái link như thế này. Và nó sẽ cho ra gọi là cái server gọi là của user này nọ, là cái website là của chơi PC ấy anh em, là bị sập nè, rồi mobile cũng bị sập, rồi Xbox bị sập cái kiểu avatar. Mình cũng không quan tâm cái phần này lắm. Và cái video mà hôm nay á là mình chỉ nói làm sao để khắc phục được cái việc này và cái việc mà Roblox bị phá sản có phải là thật hay không. Thì ở trên YouTube hoặc là Facebook á các bạn cũng có thể thấy là có một số cái thông tin gọi là sai sự thật, là nói về Roblox bị phá sản và những cái thông tin đó các bạn tin như đúng rồi, các bạn cũng đã lan truyền phát tán ra, nhưng mà những thông tin đó là sai ha. Thì nó chỉ là một cái tác phẩm của F12 đó các bạn, nó chỉ là F12 thôi, ai cũng có thể làm được hết á. Và có một cái thông tin đó là mình nghe cho rằng là Roblox bị hacker xâm nhập gì đó, thì cái thông tin này là mình vẫn chưa chắc chắn các bạn. Nhưng mà việc Roblox bị phá sản là không phải nha các bạn, chỉ là Roblox đang có một cái gọi là dự án gọi là để fix cái việc những trẻ em, những cái tựa game đó các bạn, là dưới 13 tuổi là các bạn sẽ không được chơi những tựa game này, mà trên 13 tuổi mình chơi được những tựa game này cái kiểu á. Thì bắt đầu nó sẽ set down những server này và nó làm cho gọi là bắt đầu nó sẽ set up lại những cái tựa game mà liên quan đến đánh chém và giết nhau rồi thiên tai lũ lụt gì đó, thì những tựa game nó trên 13 tuổi mới chơi được. Hoặc là những tựa game roleplay online dater thì chắc là bị xóa luôn các bạn. Thì những tựa game roleplay giống như là Mix City hoặc là Adopt Me gì đó, những tựa game dành cho con nít thì mình nghĩ là dưới 3 tuổi mới chơi được những cái tựa game đó. Thì ok, đó chính là những thông tin gì mình gọi là biết mình cho các bạn coi. Còn việc bị hack hay không thì mình không biết nha, mình không chắc nha. Đấy. Thì có một số anh em vẫn gọi là vô game như bình thường. Cái trang web giao diện của nó vẫn là bình thường các bạn, vẫn rất là bình thường. Nhưng mà khi bạn vô game á thì nó sẽ gây ra một tình trạng gọi là mất data luôn nha anh em. Có một số cái trường hợp gọi là đăng lên Facebook gọi là vô chơi trong cái thời điểm mà gọi là cái tựa game đang sập. Khi anh biết sao không? Vô xong á các bạn không có thấy được, gọi là vẫn có một số bạn hơn vẫn chơi được bình thường nha. Nhưng mà tỷ lệ nó khá là ít. Nhưng mà có một số bạn gọi là vô chơi Enemy Fighter nha, tựa game Enemy Fighter, các bạn đã chơi lại từ đầu luôn. Bạn đã nói là ủa mình trên map cuối rồi mà. Sau các bạn đăng được một cái hình á là mình là bạn đã ở lại map từ đầu luôn. Không là không yên luôn, là có chọn là nhân vật bình lại từ đầu luôn. Rồi phải gọi là cái map, những cái map nó khóa hết, nó lock hết luôn. Đấy. Đó chính là cái tình trạng nếu anh em ngoan cố gọi là vô game trong cái tình trạng game đang đóng cửa như này. Đấy, đó chính là lý do mà các bạn không nên chơi vào cái thời điểm như này. Thì cách khắc phục nó sẽ sao? Thật sự là mình sẽ không có một cách khắc phục nào gọi là nhất định cho anh em, giống kiểu là cài VPB hay là VPN hay là cái gì đó. Roblox đang sập toàn cầu các bạn, cho nên chứ không phải là sập riêng Việt Nam mình đâu không. Cho nên á, việc anh em cài VPN thì nó cũng như vậy thôi, nó cũng không cho chơi. Thì nếu như mà anh em chơi được thì anh em cũng sẽ bị mất data anh em. Đó chính là lý do anh em không nên chơi ha. Rồi, thì cách khắc phục á, nó chỉ là đơn giản là anh em phải chờ đợi. Nếu như mà anh em vẫn thấy là Roblox đã chơi được bình thường rồi thì anh em vẫn đừng nên chơi ha các bạn, nên dành cho mọi là 1-2 ngày đó để gọi là các bạn không được như Roblox, các bạn có thể cài cũng được, các bạn hãy dành thời gian đó để coi YouTube, hãy coi những cái video hay hoặc là như nào đó đấy, để cho Roblox gọi là khi mà Roblox comeback trở lại thì anh em vẫn chơi được thoải mái thôi. Bởi vì bỏ ra 1-2 ngày để chờ đợi cái tựa game này thì có sao đâu, có mất mát gì đâu đúng không anh em, còn hơn là việc vô chơi game mà mất hết data dữ liệu cài lại đầu đúng không các bạn. Đấy, bỏ ra 2 ngày thôi, 1-2 ngày đó, hoặc là Roblox khi nào nó có một thông báo chính thức á thì anh em hãy vô ha. Rồi, ok, là video của mình. Thì ok, nếu các bạn thấy video này có ích cho anh em thì hãy cho mình một like ha. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Bye anh em ha.